ở đây, tôi thì ở bên Mỹ về đây, nhưng mà trong thời gian năm 1918 thì mới biết cái vụ trường đá của thầy. 2018 2018 tức là cách đây một năm. Dạ dạ. À, có nhỏ cháu ở đây, nó mới về đây mà nó không biết thầy, nhưng mà nó lại cho cặp đá, nói ra thôi mà dì mất ngủ, dì đang về Mỹ thì dùng cái này đi, dì sẽ ngủ được. Thì về thì chưa có mở ra nữa, cái để cả tuần sau mới mở ra. Mở ra cái sau mấy đứa nó bắt trong lại bắt lại gặp thầy nữa. Thầy dạy cái này cái kia rồi thầy kêu chùm đá nữa, thầy đánh mình mới tin tưởng chữ. Cái chừng trường đó thì thấy mới có ngày hai ngày thì ngủ được đó thầy. Với bị hai cái dây này thì nó sụi cái tay nè. Mà bây giờ cái tay này đưa lên cũng đỡ rồi. Là nhờ cặp đá nó trường hại bên này luôn. Rồi cái nữa là hai cái chân cũng bị nặng lắm thầy. Không có đi được, phải khiêng hai đứa nhỏ phải khiêng dắt mình đi. Nhưng rồi cái mới thấy đá hay quá mà gửi về bên đây mua, mà gửi qua bưu điện nó mắc dữ lắm thầy. Đúng rồi. Dạ. Mắc quá. Rồi cái ở bên Cali nói là thầy có qua rồi nhờ bên Cali mua gửi qua nữa, thầy là bây giờ 3-4 cặp gì đó. Dạ. Rồi cái trường hai cái chân này, hai cái đầu gối. Có lúc mình nó đi không nổi nữa, mình đi tiểu rồi khó khăn phải kêu tụi nó dắt đi. Thì đâu có 1-2 tuần gì là bước đi sao thấy được rồi dịnh cái tường rồi tụi nó mua cái xe đó. Đẩy tới đây luôn mà bây giờ đỡ dữ lắm đó thầy ơi. Giờ quyết tâm về đây để mình dạ bà đâu quyết tâm mà gặp thầy nè, tại vì nhìn không dạ. 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 Có gọi hỏi thăm cô Yến mấy đứa cháu hỏi thăm mới chừng nào thầy đi Âu Châu về, cái nói khoảng tháng 11 con về đi. Cái hôm trước cũng trần chờ bị cái bếp bo nó hết hạn. Cái phải làm bếp bo xong rồi mua vé máy bay còn mắc quá trời, cũng phải mua bay về trong gặp thầy lên nè. Nhưng mà con nói ra điều này cho thầy biết nữa nè, là con ở bển. Ủa nói con nhớ thầy. Nên đi thuốc mới liền chùa. Cái là hãy quên rồi. Nên đi thầy chùa xin con. Rồi sẽ biết đá đó là mỗi lần có bà con về bên nay người nào cũng đem 5-6 cặp đem gì bởi thì mua dùng đó. Bây giờ về đây kỳ này cũng phải mua cỡ 60 cặp nữa. Biết bao nhiêu người mua luôn thùng đi. Nặng quá rồi mà ở bên đó rồi người ta xài được thành ra ta nhờ mua quá chừng. Ở tiểu bang Alabama mà thầy có tới đó. Đúng rồi, Alabama cũng tới. Nhưng mà không biết. Không biết thầy tới đó chắc phải biết. Ở Phước Long Thọ cũng có, nhưng mà lại ngay cà phê Lily á. Nhưng mà ở bên đó một cặp phải mua tới 60 đô. Mua đi rẻ hơn. Nhưng mà đỡ đi nặng mà. Nặng này lắm. Nhưng mà thôi kệ, dòng sao cho nữa, miễn mình ở bên là được rồi. Đúng rồi, cảm ơn bác. Rồi, chúc mừng bác ạ. Rồi, cảm ơn bác. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.